Thưa quý vị, trong những ngày này nếu đến huyện Châu Đức hỏi thăm nơi để mua hoa trang trí Tết thì sẽ được nhiều người giới thiệu đến vườn hoa Tết Tấn Tiến tại xã Láng Lớn. Vườn hoa Tấn Tiến do tổ thanh niên Tấn Tiến gồm 3 thanh niên xã Kim Long thành lập. Và dự án trồng hoa của tổ thanh niên này là một trong 7 dự án khởi nghiệp thanh niên được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh hỗ trợ vốn tại vườn ươm khởi nghiệp thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Câu chuyện ai thế nào về sao hôm nay mời quý vị đến thăm vườn hoa Xuân để tìm hiểu về dự án khởi nghiệp của những bạn trẻ tại Kim Long. Hơn 4.000 chậu cúc vàng đại đoá, hơn 2.000 chậu hoa hướng dương màu gà vạn thọ, tất cả đều đang khoe sắc chuẩn bị đón chào Xuân Canh Tý 2020. Những ngày này, người ngồi xe chở hoa lớn nhỏ ra vào không ngớt. Đó là những gì đang diễn ra tại vườn hoa Tết Tấn Tiến tại thôn Tân Giao, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức. Vườn hoa Tết Tấn Tiến là dự án khởi nghiệp thời vụ của 3 thanh niên 9X của xã Kim Long, huyện Châu Đức gồm Nguyễn Minh Tấn, Huỳnh Trung Tấn và Nguyễn Văn Tiến. Cả 3 thanh niên này đã có hơn 4 năm góp vốn để trồng hoa bán vào dịp Tết. Vì cái hoa này thì năm hàng năm thì nói chung nhà nhà mọi mọi nhà cũng đều đều trưng á, cho nên là cảm thấy cái nghề này thì cũng phát triển được. Trước trước khi mà chưa vào nghề này thì cũng có đi làm những cái vườn khác rồi, cho nên mình từ từ mình đúc kết ra nhiều kinh nghiệm rồi mình mới về làm. Để động viên khuyến khích thanh niên địa phương lập nghiệp phát triển kinh tế, tháng 8 năm 2019, Đoàn Thanh niên xã Kim Long đã hướng dẫn 3 thanh niên làm hồ sơ vay vốn khởi nghiệp của Hội Liên hiệp Thanh niên. Và dự án trồng hoa Tết Tấn Tiến của 3 thanh niên này được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đánh giá cao và hỗ trợ vốn 70 triệu đồng, không lãi suất từ vườn ươm khởi nghiệp thanh niên tỉnh. Đa số các bạn thanh niên là làm nông nghiệp. Tôi thấy cái mô hình này thì cũng là mới cho các bạn cũng có cái tính sáng tạo về cái mô hình, do đó mà tôi cũng đã đề xuất làm cái báo cáo đề xuất cho Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh để hỗ trợ cái vốn vay khởi nghiệp. Sau khi thấy thực hiện cái mô hình này thì tôi thấy rất là hiệu quả và cũng tạo cái việc làm cho các bạn. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cộng với nguồn vốn huy động thêm của bản thân gia đình, dự án trồng hoa Tết Tấn Tiến trị giá hơn 300 triệu đồng đã được triển khai. Nhờ cần cù chịu khó và kinh nghiệm nhiều năm từ trồng hoa đến nay, vườn hoa Tấn Tiến với hơn 6.000 chậu cúc đại đoá, hướng dương, màu gà, vạn thọ đang khoe sắc, dự kiến đem lại lợi nhuận hơn 150 triệu đồng. Mấy bạn trồng rất là tốt, hoa đẹp hơn ở các nơi khác nên mình tới đây mình chọn, mình mua. Bạn thanh niên rất là giỏi và cũng có ý chí, làm rất là tốt, có hợp tác với mấy bạn sang năm. Cái số lượng mình làm bông ra thì người thì thu mua, cái đầu ra thì nó có. Còn một cái khó khăn thì thứ nhất là thời tiết. Ví dụ thời tiết bị gì một cái là sâu bệnh rồi nó vô nó phá. Qua một thời gian tìm hiểu khoa học kỹ thuật rồi áp dụng các loại thuốc, tụi em chuyển đổi khoa học kỹ thuật, tụi em giao lưu với các vườn hoa đó để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Còn làm gì?